Làm bậy nó cái chen rồi. Ngày nào bé nhó ăn chơi chăn môn. Cái gì vậy bà nội? Còn đó làm gì kìa? Đó còn mấy bạn còn đó làm gì kìa? Thì à, chuyện quái không á? Đó. Ngày nào bé nhón chơi chân một xí. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Ông Tú ơi. Ông Tú. Trời ơi. Có cái gì lạ đâu mà nhìn dữ không biết. Ngày nào bé nhón chơi chân một xí xí. Rồi mắt ông nội mày hay gì mà nhìn hoài vậy? Ông làm gì ông làm đi. Nhịn thôi bộ. Bước vô cho tao coi. Ngày nào bé nhó ăn chơi chân một xí xí. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tuyệt tình chứ trời. Bộ có lời thề dưới xóm này hay gì á. Clip quay cũng không xong nữa. Ngày nào bé nhó ăn chơi chân một xì nghỉ. What? Mỗi cha mới nhìn. Nhìn nè.